Đáng chú ý trong tuần qua, ô tô điện thương hiệu Việt Nam lần đầu tiến ra thế giới. Hình ảnh mũ nồi xanh Việt Nam tạo dấu ấn trên bản đồ thế giới. Xây nhà bằng bùn với công nghệ in 3D ở Tây Ban Nha. Xin chào, quý vị đang đón xem chương trình Tuần qua có gì của VTV4 Digital được phát hành vào 20 giờ thứ Bảy hàng tuần. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng điểm lại các nội dung nổi bật nhất trong tuần ở phần tiếp theo ngay sau đây. Hãy theo dõi chúng tôi trên Facebook, YouTube và TikTok để không bỏ lỡ các tin tức thời sự nóng hổi được cập nhật liên tục. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận nhé! Thưa quý vị và các bạn, tuần qua là một tuần sôi động với nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng. Điển hình trong số đó là các thông tin liên quan đến chuyến công du của Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến Việt Nam. Những rào cản chờ đón kinh tế Việt Nam trong thời gian tới hay thông tin về việc Việt Nam tăng 6 bậc từ vị trí 66 lên 60 về chỉ số thành thạo tiếng Anh đối với người trưởng thành. Với những thông tin thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả, video clip Báo chí quốc tế nói gì về Việt Nam trong tuần qua trên kênh YouTube của VTV4GO đã đạt hơn 160.000 lượt xem cho đến thời điểm hiện tại. Vâng, chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đã biết đến việc VinFast xuất khẩu lô ô tô điện đầu tiên ra quốc tế trong tuần qua chưa ạ? Cụ thể là vào sáng ngày 25 tháng 11 vừa qua, tại cảng Hải Phòng, VinFast đã tổ chức lễ xuất khẩu lô ô tô điện thông minh đầu tiên gồm 999 chiếc VF8 ra thị trường quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ và phát biểu động viên doanh nghiệp Việt này. Được biết, đây là lô xe điện đầu tiên xuất khẩu ra thị trường quốc tế trong số 65.000 đơn đặt hàng xe điện VinFast VF8 và VF9 trên toàn cầu. Ngay sau thị trường Mỹ, VinFast sẽ xuất khẩu các lô xe VF8 tiếp theo tới thị trường Canada và châu Âu để kịp bàn giao cho khách hàng vào năm 2023. Video clip ô tô điện thương hiệu Việt Nam lần đầu tiến ra thế giới cũng đã vì vậy mà đạt được hơn 340.000 lượt tương tác chỉ trong vòng một tuần. Rất nhiều khán giả đã để lại bình luận thể hiện sự tự hào và ủng hộ dành cho công ty này khi đã đưa được sản phẩm xe điện Việt Nam đến với thị trường quốc tế. Cụ thể, khán giả với tài khoản Tuân Chino bình luận: "Quá tự hào Việt Nam ơi!" hay "Việt Nam hùng cường sánh ngang hàng cùng với các cường quốc hàng đầu trên thế giới" của khán giả Nguyễn Ngọc Nguyên. Một sự kiện quốc tế đang thu hút được sự quan tâm của cả thế giới chính là giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 22 được tổ chức ở Qatar. Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt là không ít người thắc mắc vì sao các cầu thủ có thể thi đấu được giữa sự khắc nghiệt về thời tiết ở Qatar. Lý do là vì một công nghệ điều hòa không khí đặc biệt. Cũng chính vì chủ đề thú vị này mà video clip kiểm chứng điều hòa tại sân vận động ở World Cup đã thu hút được hơn 1,4 triệu lượt xem chỉ sau một tuần. Cuối tháng 11 vừa qua, Việt Nam lại tiếp tục cử thêm 7 sĩ quan tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Sau 8 năm tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, các chiến sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tạo dấu ấn trên bản đồ thế giới với tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc ở mức cao nhất, chiếm 31%, được Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, các phái bộ địa bàn đánh giá rất cao. Không chỉ vậy, các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam bằng những hành động thiết thực của mình đã để lại nhiều tình cảm đẹp trong lòng người dân châu Phi. Đây là một ca mổ của các bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Bentiu, Nam Sudan, phối hợp cùng Bệnh viện các bác sĩ không biên giới. Trong điều kiện máy móc thô sơ, trang thiết bị thiếu thốn, các bác sĩ đã phải chạy đua với thời gian để cứu sống hai mẹ con sản phụ Nam Sudan. Trong khi người mẹ trẻ bị gù vẹo cuộc sống nặng nề, thì thai nhi có dấu hiệu suy tim sau khi mổ bắt thành công lại không khóc. Baby. Chăm sóc người dân địa phương như thế này là công việc thường xuyên của các bác sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam tại nơi đây. Tôi rất ấn tượng với kíp phẫu thuật Bệnh viện Dã chiến Việt Nam. Các bạn rất chuyên nghiệp. Chúng tôi nể phục các bạn với hành động sẵn sàng cứu mạng sống người dân địa phương. Cách Bentiu gần 300 km, tại thị trấn Abaye, những người lính công binh Việt Nam cũng đang giúp người dân địa phương khơi thông và mở rộng hệ thống thoát nước. Nơi đây thiếu nước sạch trầm trọng,
hầu như không gia đình nào có nhà vệ sinh. Các chiến sĩ Mũ Nổi Xanh Việt Nam đã phải huy động những máy móc hiện đại nhất trong khả năng và làm việc bất kể mưa nắng. Nhiên liệu thiếu, các anh chị đi xin ống cống cũ, xin phế liệu không sử dụng để gia công lại, tạo thành đường đi cho người dân. Địa hình khó, toàn bộ đều là đường đất, không ít tai nạn như thế này đã xảy ra. Thế nhưng đó chưa phải là những thử thách lớn nhất. Thì có những người dân người ta hiểu, nhưng lại cũng có nhiều hộ gia đình, nhiều nhà dân người ta không hiểu, người ta không cho làm. Qua các cái vị trí của người ta là người ta muốn là các cái vị trí đó đều phải đặt cống cho người ta, mà cái số lượng cống thì đối với chúng tôi là có hạn. Một nhiệm vụ nữa là khoan giếng và lắp đặt hệ thống bơm nước cho thầy và trò trường cấp 2 A3A. Trước đó, đội công binh Việt Nam cũng đã hoàn thành sửa sang con đường dài gần 200 mét cho trường. Từ nay, các em học sinh sẽ không còn phải lội nước để đi học nữa. Ngôi trường này xây dựng từ năm 2008, tới nay chưa có ai tới giúp đỡ chúng tôi cả. Các bạn đã tới, mang lại niềm vui cho những đứa trẻ. Chúng tôi thực sự rất biết ơn Việt Nam vì điều này. Thay mặt cho những người dân tại thị trấn Abaye, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Việt Nam. Các bạn đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Các chiến sĩ công binh làm việc rất nỗ lực và vô cùng thân thiện, gần gũi. Chúng tôi mong các bạn sẽ còn ở lại lâu hơn nữa để giúp đỡ người dân của chúng tôi. Những công trình cải thiện đời sống dân sinh, những lớp học tràn đầy tiếng cười, những buổi khám chữa bệnh, những lần hướng dẫn người dân địa phương trồng cây, làm nông nghiệp. Đi dân nhớ, ở dân thương. Câu nói về bộ đội Cụ Hồ không chỉ đúng ở Việt Nam mà còn ở bất cứ nơi đâu có dấu chân người chiến sĩ người dân Việt Nam đặt chân đến. Quý vị thân mến, với những công nghệ hiện đại mới, con người đã có thể sản xuất những loại chip điện tử chỉ nhỏ bằng móng tay, hay những người máy có thể thực hiện công việc của con người. Vậy quý vị và các bạn đã từng nghĩ đến việc xây dựng nhà từ bùn chưa ạ? Một nhóm sinh viên kiến trúc tại Tây Ban Nha đã phát triển ý tưởng xây nhà bằng vật liệu in 3D, mở ra một hướng đi mới trong lĩnh vực xây dựng. Việc tận dụng các vật liệu thân thiện với môi trường như bùn giúp giảm phát thải hiệu quả. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về họ trong phóng sự sau. The dream we have behind this technology is to make buildings more affordable. Allows people to design their own houses and to be able to build them thanks to these technologies in a sustainable way. We're all worried about climate change. The focus of this 3D printing architecture is on Earth. So the Earth is we can locally find. It's a carbon neutral technology. Vừa rồi là những nội dung nổi bật nhất trong tuần qua. Nếu như quý vị có câu hỏi hay thông tin muốn chia sẻ lại cho đội ngũ biên tập viên của chúng tôi, đừng ngần ngại để lại bình luận ở phía bên dưới. Đừng quên follow VTV4 trên Facebook và TikTok, cũng như subscribe kênh YouTube của VTV4 để theo dõi những thông tin mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần tới.